phụ nữ bị bạo hành đã không còn là vấn nạn xa lạ ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các hình thức bạo hành phổ biến như bằng vũ lực, ngôn từ, thì còn một loại bạo hành khác đáng lo ngại hiện nay là bạo hành kinh tế. Bạo hành kinh tế là hành vi khi người đàn ông từ chối lao động đóng góp tài chính vì nhiều lý do, chối bỏ quyền lao động của phụ nữ, quản lý chặt chẽ toàn bộ thu nhập của phụ nữ, hoặc sử dụng tiền, vật chất để kiểm soát phụ nữ. Hậu quả khiến người phụ nữ phải làm mọi việc đến kiệt sức, không được nghỉ ngơi, giải trí, học tập, theo đuổi sự nghiệp và còn chịu tổn thương về tinh thần. Đây là một dạng bạo hành tuy không nhìn thấy được nhưng vẫn để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Có nhiều bạn khán giả xem cái này vẫn sẽ ngoại trừ mình ra. Ông bà ta nó có một câu rất là đơn giản, dễ hiểu là cắt cơm. 16 đến 18 tiếng một ngày, đây là cái thời gian mà một người phụ nữ phải làm việc trong một ngày, gấp đôi của một người đàn ông. Quá nhiều á. Hôm nay chưa về nấu cơm. Mình thấy lỗi của mình thiệt. Mấy bạn nữ đẹp á, mấy bạn tự tin á. Anh không biết nói gì. Không. Có thể là một trong hai người đã tới bi cho mẹ đi cái con. Hello. Hello. Ôi trời. Để bắt lại. Hello, chị ăn sáng chưa? Chị đang ăn luôn nè. Đây. Ok. Châu có xem chị đóng một cái phim điện ảnh Bảy Ngọn Ngào. Chị đang suy nghĩ là những cái người mà thật sự ngoài kia đó, mà họ đang bị bạo hành thì sẽ như thế nào? Cá nhân em nhìn thấy quá nhiều người phụ nữ xung quanh mình đã gặp phải trường hợp đó. Nhưng cái mình mà đau nhất đó chính là mọi người không có ý thức là mình đang ở trong một cái việc bị bạo hành. Nên là hy vọng là ngày hôm nay thì Bảo Anh với Châu sẽ chia sẻ được nhiều trải nghiệm cá nhân của mình, giúp cho mọi người có thêm một chút xíu cái nhận thức về cái vấn đề này. Ok, lên đi Châu, em lên. Chỉnh thân mình tới kìa em. Người đàn ông đấy đây rồi. Hình như là chỉ có muộn có một tiếng rưỡi. Đâu có. Anh chờ nãy giờ rồi. Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ em, hỏi cái vụ mà bán gà này nọ kiểu đó, ăn cơm gà rồi ngồi bàn với bác là công trình lột gà sao. Quá kinh khủng rồi. Rồi đó, nói chung là anh cũng biết được sơ sơ cái công thức rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến xe của em. Okay. Đầu tiên là sẽ cho mọi người một cái kính để khám phá sự thật mà có thể là chúng ta chưa được biết hoặc là chưa tìm hiểu kỹ. Đây là một cái chiếc mắt kính. Cái này là một cái trang sức thôi. Đúng. Nhưng mà đôi khi sẽ có những người mà người ta dùng nó để mà che giấu một cái điều gì đó. Anh có thêm gì ở giấu em trong lời nói nhưng không thể che được đi ánh mắt đúng không? Để mắt kiến vô. Tại Việt Nam, trong số những phụ nữ bị chồng bạo hành, gần 50% phụ nữ từng bị bạo lực tinh thần, 21% phụ nữ từng bị bạo lực kinh tế. 1/3 phụ nữ ở Việt Nam ủng hộ nam giới, chứ không phải phụ nữ, phải là người ra quyết định và là chủ gia đình. Thời gian làm việc của nữ giới có khi lên đến 16-18 tiếng một ngày, bao gồm thời gian làm nội trợ. Tổng thời gian lao động này của phụ nữ gấp đôi hoặc gấp rưỡi nam giới. Vậy vì sao tình trạng phụ nữ bị bạo hành kinh tế ngày càng gia tăng? Và phụ nữ nên làm gì khi bị bạo hành về kinh tế? Mình nghe ở đây thì mình đôi khi là em nghĩ rằng là có nhiều bạn khán giả xem cái này vẫn sẽ ngoại trừ mình ra. Nếu như mà cái này em xem khoảng tầm từ vài năm trước thì em vẫn nghĩ là không phải là mình. Nhưng đến bây giờ ấy, sau một cái quãng thời gian nó dài hơn và mình có nhiều cái trải nghiệm hơn thì mình mới đủ nhận thức để mình biết là mình cũng từng... Cái đó là bạo lực. Đối với anh á, nó liên quan vấn đề định nghĩa như thế nào bạo lực, cả về văn hóa và cả về cái sự phát triển của cộng đồng xung quanh nó nữa. Sau khi mà anh Bình nói như thế thì bây giờ chị cũng có một cái câu hỏi như thế này là
chúng ta hiểu gì về bạo lực kinh tế? Cái suy nghĩ của anh á, nếu mà mình dùng là từ bạo hành kinh tế trong lúc này thì anh nghĩ sẽ không có nhiều người họ cảm thấy họ trong cái khu vực đó đâu. Đúng rồi. Tại vì nếu mà nghe nó bạo hành kinh tế người ta thấy nó xa vời quá. Nhưng mình hãy dùng một cái cụm từ khác nó dễ hiểu hơn. Ừ. Có hai hướng nha. Có một hướng là họ không thích đi làm, không làm gì là không làm gì thật, chỉ tiêu tiền, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà có một hướng là thao túng kinh tế. Có nghĩa là khi mà người đàn ông đang làm chủ lực kinh tế và khi người phụ nữ họ đang có những cái hành động gì mà khiến cho người đàn ông đó không hài lòng thì họ sẽ dùng cái quyền lực kinh tế của mình và họ cắt hết tất cả nguồn tài chính của người phụ nữ đó và họ phải phục tùng theo cái mệnh lệnh của người đàn ông. Ông bà ta nó có một câu rất là đơn giản, dễ hiểu là cắt cơm. Thì đó là một hình thức gọi là thao túng tiền bạc. Và họ sẽ có cho mình tự cho mình cái quyền là tôi kiếm được tiền về thì tôi có quyền kiểm soát cả gia đình này. Có rất là nhiều người trẻ, bạn bè em xung quanh em thôi, họ chưa cưới chồng, họ chỉ yêu thôi, nhưng mà họ bị bạo hành hết năm này năm khác, bọn họ không có ý thức, không biết luôn. Họ không biết luôn. Có một cái nãy hồi nãy Châu nói, chồng đem tiền về cho gia đình, cho nên là người vợ phải phục tùng. Cái điều đó chị vẫn hay thấy ở ngoài xã hội, người ta nói thì như vậy đúng rồi, người ta đi làm kiếm tiền, mình ở nhà mà ăn ở nhà không có chăm con thôi, làm việc nhà chăm con thì chồng nuôi rồi, thì mình phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Nhưng mà đối với em ấy thì bất kể là một cái lý do gì, kể cả một cái người vợ rất là không ra gì, họ thì người đàn ông cũng không có quyền bạo hành kinh tế. Có những hình thức lao động nó sẽ trực tiếp nó đem đến kinh tế trực tiếp, và có những hình thức lao động nó đem đến kinh tế gián tiếp. Có nhiều người phụ nữ sẽ làm rất nhiều việc, đúng nhưng rồi. Mà họ không được định nghĩa đó là đang làm việc. 16 đến 18 tiếng một ngày, đây là cái thời gian mà một người phụ nữ phải làm việc trong một ngày, gấp đôi của một người đàn ông. Quá nhiều á, nhưng mà đôi khi họ không có được công nhận cái điều đó là đang lao động. Nhiều khi đó là thời gian chăm con, thời gian quét dọn lau nhà, mà coi như là tính trừ luôn cái thời gian là coi như chỉ là được đi ngủ thôi, còn coi như mở mắt dậy là coi như là phải đi làm hết á, phải làm việc hết, luôn tay luôn chân hết. Người ta cứ nghĩ ai là... mà đem tiền đi làm mà đem tiền về đó mới tính là đem tiền. Còn cái người nào mà để tiết kiệm được cái đó đỡ tốn tiền hơn là không tính là ra tiền. Nhưng mình phải nam họ có xem chương trình này của mình, họ cũng phải định nghĩa được cái đó là đang làm việc, đang lao động. Đôi khi nha, phụ nữ họ làm nhiều như vậy rồi đó, có những người một ngày mà họ đi làm về trễ thôi, họ không nấu cơm được cho gia đình thì họ thấy áy náy vô cùng. Mà người đàn ông họ còn xoáy vào cái chuyện đó nữa thì đó có phải là bạo hành hay không? Giờ này chưa về nấu cơm. Đó, kiểu như vậy. Kiểu vậy. Và mình sẽ kiểu cảm thấy là mình thấy lỗi của mình thiệt. Nhiều khi trời ông chết rồi, sao mình đi làm nhiều quá, giờ mình về tới giờ này cũng chưa nấu được bữa cơm cho gia đình. Và mình coi cái chuyện đó là thôi chửi đúng rồi. Lúc nào mình cũng cảm thấy là mình sai á. Đừng có nghĩ rằng á, cái chuyện mà nấu cơm, rửa chén, vung vén gia đình nó là cái bổn phận của người phụ nữ. Nếu như chúng ta chỉ cần một người phụ nữ để làm việc nhà thôi thì chúng ta có nên chỉ cần thuê một người giúp việc không? Rõ ràng là chúng ta biết rằng là chúng ta lấy vợ về họ không chỉ là làm việc nhà, mà họ còn làm tinh thần cho chúng ta để chúng ta có cái tinh thần để chúng ta đi kiếm nhiều tiền về, về cho bản thân chúng ta và chúng ta vui nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều được trân trọng. Chúng ta chỉ cần trân trọng thôi. Tại vì đôi khi phụ nữ người ta không phàn nàn cái việc là tôi chỉ muốn làm việc 8 tiếng giống anh. Họ ok với việc là họ có thể làm việc nhà 16 tiếng. Họ chỉ cần là cái tình cảm của mình thôi. Họ chỉ cần là được công nhận thôi. Công nhận. Có những cái bẫy rất là ngọt ngào. Ví dụ như có một người nói là em ơi em ở nhà đi anh nuôi em. Và người đàn ông đó là giờ thôi em chỉ về làm vợ, em cứ làm đẹp, em cứ vui vẻ hạnh phúc hưởng thụ đi. Anh thuê tình người không? Về làm. Em không bao giờ tin có chuyện đấy xảy ra trên đời này. Ý anh nói là thế này nè, cái người đó sẽ có. Và quan trọng chúng ta phải đánh đổi điều gì. Ví dụ có một người tỷ phú khoảng tầm năm mấy tuổi thôi, người ta trải qua quá nhiều sự đổ vỡ rồi, để người ta rút nhiều kinh nghiệm rồi, và lúc đó người ta có tất cả mọi thứ, người ta có con cái rồi, người ta có sự nghiệp rồi, người ta có rất nhiều tiền rồi, và người ta chỉ cần một người vợ trẻ đẹp. Rất nhiều cô gái đang nghĩ như vậy, có nghĩa là khi mà họ tìm kiếm nghĩ là người ta có nhiều tiền rồi, người ta có trải nghiệm rồi, nên người ta sẽ không cư xử xấu với mình đâu. Và đấy chính là cái bẫy và để mình nhập vào. Đúng rồi, chính xác. Tất cả những cái bạo hành kinh tế em nghĩ rằng là bắt đầu từ đấy. Và em không muốn mình vào một cái rủi ro như vậy.
mình không thể nào mình biết được là sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Nó sẽ có rất là nhiều những mức độ khác nhau. Ngay từ những cái mức độ nó thấp hơn ấy, thì chúng ta phải nhận thức được, không phải là đến cái lúc mà chúng ta đã bị đánh đập hay là chúng ta đã bị cắt cơm rồi, hay là chúng ta bị đối xử không ra gì thì chúng ta mới nhận thức và chúng ta mới sửa đổi cái điều đó. Bạn không bị quá lệ thuộc vào cái mối quan hệ đó và cũng như là cái vấn đề kinh tế của anh ta từ đầu, thì có phải là mình đỡ được cái vấn đề đó không? Cái là mình cũng đừng bao giờ tự trách bản thân mình quá ấy. Tại vì bản thân mình không bao giờ hoàn hảo cả. Nếu như mà mình để cho họ lúc nào cũng tìm những cái không hoàn hảo của mình, vin vào cái đó và đối xử không tốt với mình, thì cả cuộc đời mình gặp ai cũng sẽ bị như vậy. Tại vì đấy là cái cách của những cái người thao túng ta làm. Là họ biết là mình không hoàn hảo. Họ sẽ tìm ra những cái điểm là ừ, hôm nay em đi làm về muộn, ví dụ như thế. Và đấy là tính chất công việc của mình thôi chẳng hạn. Họ sẽ vin vào đó và họ sẽ làm ra 1000 câu chuyện khác để họ có thể trách bạn. Thì đó là cái tính chất của họ rồi, họ sẽ biết cách làm như vậy. Còn nếu một người đàn ông bình thường họ yêu thương bạn, họ không có cái tính thao túng ấy, thì họ sẽ phải trân trọng những cái phút giây mà bạn sai lầm hay là bạn có những cái điểm yếu kém. Thì mình phải có một cái nhìn rất là chính xác là đâu là người đàn ông thực sự và một người đàn ông có cái tính chất thao túng để mình có thể phân biệt nha. It's not master. Em nghĩ rằng là khi mà mới bước vào nghề ấy, thì có rất là nhiều những cảm xúc. Nghề nào cũng như vậy và đặc biệt là cái nghề mình. Thì chị bảo anh có bị như thế không? Là phụ nữ không? Lúc đó thì chị không biết. Nhưng mà bây giờ khi mà chị nghĩ lại á, tại vì hồi xưa khi mà báo hỏi chị là có ai offer cho chị để mà đi ăn tối hay là này kia như vậy không, thì chị nói là không ai dám nói như vậy với mình hết. Nhưng mà bây giờ khi mà chị đã đọc về những cái kiến thức này đi, thì chị sẽ thấy là à, ngày xưa có, nhưng mà nó không có kiểu là sổ sàng như vậy, mà nó sẽ là cái gì? Họ cho mình thấy là họ muốn chăm sóc mình. Họ cho mình thấy là đây, cái cuộc sống của em nó đang dày nè, còn cái cuộc sống của anh nó đang dày nè. Em muốn có một cái cuộc sống mà kiểu ăn ngon, mặc đẹp, em muốn cái này, em muốn cái kia, thì đó, em phải làm giống anh. Đó cũng là một cái kiểu, một cái cách mà người ta là người lớn mà, người ta biết, người ta xoay mình theo. Chỉ có người lớn đó, người ta mới đủ tinh tế để họ làm điều đó. Ngoài kia có những trường hợp là người đàn ông, người yêu của mình nói là à, cái này là đang tốt cho em. Nhưng mà bản thân cái bạn nữ đó, bạn không cảm nhận được chuyện đó là tốt. Nhưng là vì đó là cái người đàn ông đó kêu là tốt nên là cố gắng làm theo. Và thậm chí á, cái điều đó là điều không tốt luôn. Nhưng đúng mà người đàn ông nói đó là tốt. Em chưa bao giờ là bị qua là bạo lực về kinh tế cả, tại vì mình chưa bao giờ bị phụ thuộc kinh tế. Nhưng mà đối với em thì cái bạo lực kinh tế với cả bạo lực tinh thần ấy, nó đi với nhau. Có nghĩa là họ thao túng kinh tế và cái điều đó thì ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn. Em nghĩ rằng là cái câu chuyện của em nó rất là gần với cả cái việc này. Ví dụ như là ngày xưa chẳng hạn, thì cái cách mà họ đối xử với em sẽ là anh là con trai nên anh có quyền được chửi em. Bản thân em trong câu chuyện ấy, em còn tưởng thấy thật không? Ý là vì còn nhỏ và mình nhìn mọi người xung quanh mình ấy cũng bị như vậy. Và em cảm thấy là ừ, hình như là thế. Nếu mà mình đã chấp nhận một cái việc này, ví dụ như là ừ, anh ấy cũng cho mình kiểu vui vẻ trong cuộc sống, thì mình phải chấp nhận là anh ấy sẽ có những cái tính rất là cọc tính, rất là hay chửi mình. Có là em bị sợ. Và em lúc nào cũng sẽ tự tìm ra một cái lý do cho mình chấp nhận trong một cái cuộc sống như thế. Chịu đó băng soi đó, kiểu là giống một thể loại chịu đó băng soi á. Con người thì không có ai hoàn hảo. Đúng rồi, mình nghĩ như thế. Ai cũng biết là mình đừng có lựa chọn cái việc mà bị bạn trai mình hành hạ tinh thần mình. Nhưng mà khi mà đã ở trong một quan hệ, em biết là nó rất là khó. Cái mắt của mình nó không có một cái filter trước ấy. Mình không nhìn ra được mình nên làm gì cả. Mình luôn luôn tìm được cái lý do hạnh phúc để mình làm cái việc đó. Có nghĩa là mình đã chịu được cái việc bị đối xử không tốt một lần ấy, là bởi vì mình đã tìm được lý do để mình cảm thấy là ừ, mình xứng đáng. Đúng rồi. Hay là mình hạnh phúc khi mà ok, bị đánh một cái cũng không sao, tại vì mình nhìn thấy người yêu mình được xả stress là mình thấy ok rồi. Là và tất cả những người phụ nữ ấy bị bạo hành ấy đều, em tin chắc luôn là đều có một cái lý do để họ chấp nhận, để bản thân bỏ tất qua. Cả đồ để bỏ qua. Tất cả những người phụ nữ bên cạnh em hỏi là tại sao để cho người yêu đối xử như vậy, nhưng mà thôi, kiểu cũng chả sao ấy, tao vẫn thấy vui với cả vẫn thấy yêu lắm. Nhưng mà họ không ý thức được là ấy, cái hạnh phúc ấy mình có thể tìm ở rất là nhiều thứ khác. Và đấy là cái lý do mà mình cần phải xem rất là nhiều những cái chương trình. Mình cần có những cái người bạn bè, bạn cần có những cái kiến thức như này để bạn có thể nói cho những cái người mà đang bị trong cái trường hợp đó, bạn bè xung quanh mình, để có được cái nhận thức tốt hơn. Với cả một cái nữa là em nhận ra là ừ, tại sao cái ngày xưa mà mình sợ,
mình sợ chia tay thế. Thói quen á, em bị thói quen á, em không muốn thay đổi nữa. Và với cả mình bị nghĩ là kể cả mình đi ra khỏi cái hố này thì sẽ nhảy vào cái hố khác thôi. Nhưng mà bây giờ thì em phải khẳng định là mình đi ra khỏi hố đấy mình sẽ gặp được một cái hố rất là tốt. Em có thể cảm bảo là rất là tốt. Các bạn hãy có niềm tin. Các bạn hãy có niềm tin là cái mới lúc nào nó cũng sẽ hoàn thiện hơn cái cũ. Vậy bây giờ một câu hỏi dành cho Châu nè. Dạ. Em có lời khuyên nào cho các bạn á? Ừ. Là nếu như mà các bạn rời khỏi cái mối quan hệ đó, dạ, mà các bạn cũng không có tìm được cái người đàn ông nào tốt hơn cái mối quan hệ đó, thì các bạn phải nên làm gì? Em đã từng ở một thời gian dài mình để tìm được một người đàn ông tốt. Và em thấy là cái quãng thời gian này nó vui vô cùng. Nó vui vô cùng. Là ở vui với người đàn ông. Đấy là cái điều mà các bạn nữ đang cần. Một cái nữa là chúng ta phải học cách sống một mình. Nghĩa là nếu như mà chúng ta sợ ở một mình, chúng ta sợ độc lập ấy, và chúng ta luôn luôn phụ thuộc vào một việc là mình phải có người yêu bên cạnh thì mình mới vui, thì đấy là cái lý do mình bị hành hạ như vậy. Ngày xưa thật ra là chia sẻ thật luôn là Châu cũng đã từng như thế. Nghĩa là Châu rất là sợ một mình. Chị cũng vậy. Chủ được cái vấn đề mà sợ nỗi cô đơn nó của mình á, thì nhiều khi nó có hai cái tác dụng nè. Tác dụng thứ nhất á là chúng ta sẽ dám mạnh dạn đứng dậy để mà chống trả lại những cái áp lực về gọi là tinh thần của người bạn trai. Tại vì nhiều khi những người bạn trai chúng ta nghĩ là cô ấy không có dám bỏ mình đâu, không dám bỏ mình, cho nên mới dám là gọi là được nước làm tới. Ở một mình không chịu nổi đâu, phải có mình mới được. Thì nên là thật ra một cái câu chuyện, sau cái câu chuyện của Châu thì chúng ta rút được một cái kinh nghiệm, đó là ok, chúng ta chỉ cần chấp nhận cái rủi ro để chúng ta đứng dậy, chúng ta bảo vệ cho cái quyền lợi và cái tinh thần của mình á. Nhiều khi á chúng ta đứng lên một lần á, người đàn ông kia sợ. Tác lại cuối cùng nữa, một hình thức bạo lực về kinh tế đó chính là từ chối lao động. Cái người đàn ông đó từ chối đi tìm kiếm công việc, kiếm tiền về cho gia đình luôn đó. Châu có bao giờ gặp trường hợp đó không? Chứ chị là chị thấy nha, cái chị đó đang có một cái công việc với chị, và cái người đó họ cũng biết là cái người đàn ông đang từ chối lao động luôn, và họ còn hỏi chị là em thấy lười quá không em? Thấy lười quá ha, nhưng mà họ vẫn đi làm việc. Em hiểu. Có nhiều khi á hả, là 12 giờ đêm họ vẫn còn đi làm việc, tại vì họ phải gánh cả trách nhiệm nuôi con. Nhiều khi là họ hỏi chị luôn, họ hỏi là bây giờ họ có thể nhận một cái tiền giống như là bình thường thì mình làm những cái công việc đó thì chỉ là trả buổi thôi, buổi nào thì tính buổi đó. Nhưng mà bây giờ họ nhắn là bây giờ chị kẹt tiền quá rồi, em có thể đưa cho chị trước một tháng đúng không, mà chị làm chị trả dần dần, chứ giờ trả mà buổi như vậy thì không có đủ tiền để cho con đi học. Trường hợp đó là một trường hợp mà anh gặp trong chính gia đình của mình luôn. Khi mà mẹ anh là trụ cột chính của về kinh tế thì anh là cái người mà thẩm thấu chuyện đó rõ ràng nhất. Nên là khi mà nói về chúng vấn đề này thì mình cực kỳ thông cảm, cực kỳ hiểu. Một người phụ nữ mà họ phải lo luôn vấn đề mà chăm sóc gia đình, và họ phải lo luôn vấn đề mà gọi là làm chủ kinh tế của gia đình, cung cấp luôn những nhu cầu về hưởng thụ cuộc sống cho người đàn ông á, thì đó là cái điều mà mình anh cảm thấy là nó là bất công nhất trên cuộc đời này. Mình nghĩ đó là mình cán đáng luôn giùm cái phần của người mình yêu thương, mình nghĩ là mình hy sinh này kia nọ, nhưng mà không các bạn ơi. Tại vì thật sự là cái từ hy sinh ấy mình chỉ nên dùng ở tình mẹ con thôi, còn chúng ta không thể nào mà dùng từ hy sinh trong tình cảm yêu đương cả, vợ trai gái, tại vì nó sẽ phải là cái quyền yêu và quyền được yêu, có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải hướng đến những cái gì mà tốt đẹp cho nhau, chúng ta không hành hạ nhau. Nãy giờ thì anh cảm thấy là cho nó hòa giải cái không khí mà nó đang căng thẳng giữa gọi là phụ nam với phụ nữ á, đại diện mình xoa dịu chút xíu rồi mình nói tiếp. Mình tặng cho hai cô gái xinh đẹp chúng ta hai bó hoa tươi thắm ha. Mời các bạn vào lựa hoa. Cháu thích hoa gì nhỉ? Thích cúc họa mi, mà chắc là mùa này không có ở đây rồi. Cúc họa mi là Hà Nội đúng không? Hà Nội có. Chị thích hoa gì? Mẫu đơn. Cháu thích hoa hồng không? Có. Chị cũng thích hoa hồng. Ừ. Đây là hạnh phúc của Luân Hoa. Cẩm tú cầu. Đó, bây giờ Châu thích cái gì Châu cứ nói đi. Bây giờ em là xin nghĩ lại. Dạ, em thích gì? Em thích cẩm tú cầu hả? Cho nó trông màu xinh xinh. Em ơi, lấy hai thùng này về manh ơi, gói về hai thùng về manh cái.
xinh làm quá. Vừa xinh thôi chứ đừng có nhiều quá. Một bông vậy? Không, thế thì ít quá. Hai bông đi. Ba bông thì hồi trước chị xài cúc mũ đơn rồi, bây giờ mình sẽ xài cái phần này. Đây tặng em. Dạ, bây giờ không nặng lắm, không cầm lắm. Đại diện cho kiểu mà các bạn nam, nam thanh lịch, thích uống cà phê, tặng cho Bảo Anh bông hoa có một cái màu nó hơi cà phê sữa tí xíu. Đại diện cho các cộng đồng rap Việt, cộng đồng các bạn nam trẻ thích màu hồng, gửi tặng cho cái mặt áo hồng này, châu bó hoa cẩm tú cầu. Thôi nói okay. Chứ mình tiếp tục cuộc hành trình ha. It's not master. Ok, bây giờ sẽ có một cái đang trong cái mood vui vui như thế này thì mình sẽ có một cái trò chơi này mang tên là nếu một ngày bạn rơi vào cái tình huống đó thì bạn sẽ làm gì? Tại vì đôi khi mình hỏi nhanh á thì mình sẽ test được là bất thình lình nếu mà có một cái chuyện gì đó xảy ra với mình thì mình sẽ cư xử như thế nào. Để mình hiểu, nhiều khi mình sẽ hiểu được bản thân mình hơn nữa. Ok. Châu Bùi trước. Nếu một ngày người yêu bắt Châu Bùi công khai thu nhập bạn sẽ làm gì? Chia tay. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông thành ta ở đây. Tại vì quá kỳ luôn. Quá kỳ luôn. Yeah. Tại vì quá kỳ luôn. Có nghĩa nếu mà không hỏi thì em sẽ tự chia sẻ. Vì đối với em đó là một cái rất là riêng tư. Riêng tư cá nhân. Rất là riêng tư cá nhân. Về nếu như mà bản thân cái người đàn ông người ta có cái xu hướng là họ muốn biết tất cả mọi thứ riêng tư với mình ấy, thì có nghĩa là họ đang có xu hướng là sẽ kiểm soát mình. Cũng vậy, nếu một ngày người yêu bắt Trịnh Thăng Bình công khai thu nhập bạn sẽ làm gì? Bình thường thôi. Tại vì nếu như mà một người phụ nữ mà họ đang muốn hỏi thu nhập của mình thì anh nghĩ là họ đang muốn tiến tới hôn nhân của mình á. Người đàn ông mình nên share cái điều đó. Nếu một ngày người yêu của Châu Bùi bỗng tắt bạn một cái, bạn sẽ làm gì? Em rất là vui. Tại vì tự nhiên mình biết được thêm một mặt khác của người ta. Thế mình chả có gì phải suy nghĩ nữa. Còn em lúc nào cũng nhớ một câu bố dạy, đó là chỉ sợ những cái người mà người ta đối xử tốt quá với mình, đúng không? Còn đã đối xử không tốt thì không có gì để nghĩ luôn, để cảm ơn người ta. Nếu sau đó người yêu xin lỗi và dỗ dành Châu, bạn có tha thứ không? Không. Thế là không rồi. Mình từng đã biết là họ không thay đổi cho nên là mình sẽ kinh nghiệm đến bây giờ rồi. Cứng quá em ơi. Em rất cứng với chuyện đấy. Biết sao không? Mấy bạn nữ đẹp á, các bạn tự tin lắm. Anh không nên nói thế. Không nên nói thế. Thật ra là cái đẹp nó không quyết định là mình có tự tin hay không. Và như thế nào là đẹp? Mình nói như vậy thì rất là nhiều bạn sẽ nghĩ là ừ hình như mình không đẹp nên là mình không có quyền như vậy. Đúng rồi. Không, như ai nào cũng có quyền giống nhau hết. Cái đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình đúng không? Đúng. Không có một cái đẹp nào là chuẩn hết á. Nếu một ngày em gái của Bảo Anh được một đại gia cầu hôn và sẵn sàng chu cấp suốt đời, chỉ cần cô ấy đồng ý ở nhà nội trợ theo mong muốn của anh ta, Bảo Anh sẽ nói gì? Đối với chị, được tự do làm điều mà mình thích, lúc đó mình mới thật sự là được sống. Trịnh Thăng Bình có từng không kiềm chế được mình mà nóng giận đánh người yêu chưa? Anh chưa có bao giờ đụng chạm về thể trạng với bạn gái đó. Nhưng mà nếu mà để nói chuyện mà làm tổn thương nhau thì chắc là mình cũng có. Cái này nó nói thật, mình đã không có động tay động chân rồi thì mình phải động cái miệng mình thôi. Chứ nếu mà bây giờ mình mà không động tay động chân mà mình cũng không động miệng thì mình không phải là thánh nhân. Anh là một trong những người mà mình có thể có, thôi, nhưng mà có khả năng dùng lời nói của mình để làm tổn thương người khác nhiều đó. Thì sau đó anh dỗ sao? Không, nó không phải dỗ bằng một lần đâu mà phải hành động rất nhiều cái để mình bù đắp được đó. Bây giờ lớn không biết sao mở miệng ra nói tình nó ngon nó ngọt không. Rồi. Đúng là chương trình gọi không? Là tìm bạn của nói, mình. Không hiểu sao bây giờ mình lớn rồi. Nhưng mình lớn mình dễ thương, mình thay đổi tính cách hay sao. Mình nói cái gì cũng dễ thương hết trơn rồi. Chắc là Châu cũng hiểu được á. Người đàn ông mà cỡ lứa trên 30. Trên 30 thì người ta dễ thương lắm đúng không Châu? Dễ thương gì hết. Cảm ơn Châu Bùi, cảm ơn Trịnh Thăng Bình đã dành thời gian một buổi với lại Bảo Anh. Ngày hôm nay thì cũng cảm ơn
Bảo Anh và cho Bùi đã tạo điều kiện cho anh cũng để hiểu hơn được nhiều thứ. Mình đàn ông mình cũng sẽ biết được đó, thì mình sẽ cố gắng để sau này mình hạn chế những cái hành động đó để mà gây những cái tổn thương cho những người yêu thương của mình thôi. Và sau chương trình ngày hôm nay thì Châu cảm ơn chị Bảo Anh rất là nhiều, tại vì mình vừa được chia sẻ với cả chị Bảo Anh nghe thêm những câu chuyện của chị Bảo Anh và anh Bình, cũng như là mình được nói ra những cái câu chuyện của mình nữa. Hy vọng rằng là sẽ có thể chia sẻ với cả mọi người, đặc biệt là các bạn phụ nữ, để chúng ta có thêm những cái nhận thức đúng đắn, chúng ta có thêm lựa chọn cho cuộc sống của chúng ta. Và chỉ có một điều chúng ta phải tin rằng thôi, để chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Ok, 10 điểm. Mọi người ơi, Bảo Anh hy vọng là cùng chung tay với Bảo Anh cũng như là tất cả những anh chị em nghệ sĩ cùng xem cái series It's Not Mascara, cùng nhau nâng cao nhận thức về bạo lực ở phụ nữ để cùng nhau bảo vệ những người phụ nữ bị bạo hành nha.